Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại, mình là Cám Lợn đây. Và đây là lần thứ 3 mình review cái xe này rồi. Các bạn biết sao lần thứ 3 không? Phải quay 2 lần đầu bị hỏng file thu âm. Thôi rồi, và đây chúng ta đã quay trở lại. Mình không chắc cái video này sẽ up lên kênh Supheo hay kênh NH Biker. Mà nếu các bạn xem được video này thì nhớ subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Dù là về review công nghệ hay là về review xe, đây là chiếc Yamaha R3. Và không phải bất cứ một chiếc R3 nào, một chiếc R3 mà có một con quay đen đi qua. Đấy, đây là chiếc R3 mà được Yamaha Thao ở Lê Văn Lương độ lại. Và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn kỹ hơn chiếc xe này. Một chiếc mô tô phân khối nhỡ 321 phân khối của Yamaha với kiểu dáng Sport City. Và để xem rằng chiếc xe này sẽ phù hợp cho ai, cảm giác lái nó ra làm sao, nó có đồ chơi gì hay. Và nếu anh em có khoảng tầm 1-200 triệu để thừa không làm gì thì liệu có nên đầu tư một chiếc này không nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn kỹ vào những cái đồ chơi và những cái thiết kế và thông số về phần cứng, phần mềm, các thứ trên cái xe này, xem nó có gì hay. Thì đây là một chiếc R3, nhưng mà nếu các bạn tinh ý, hoặc các bạn đã nhìn thấy R3 ngoài đời, hoặc các bạn đã lái R3 rồi, thì sẽ thấy rằng nó hơi bị khác so với một chiếc R3 cơ bản. Bởi vì đây là chiếc R3 đã được độ lại tương đối, mà bên Yamaha Thao họ nói là độ lại body kit. Đây là những cái thứ mà khác biệt so với R3 bình thường. Về cơ bản thì Yamaha R3 là dòng Sport, và Sport thì đã có nhiều nhựa hơn xe dòng Naked rồi, mà chiếc xe này được ốp thêm một số đồ chơi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần đầu xe và cụm đèn pha. Như các bạn thấy một cái sticker rất to dán ở trên kính chắn gió, đây là dòng chữ Thái Lan. Đầu tiên mới tưởng tiếng Nhật nhưng mà hóa ra là tiếng Thái Lan. Ở đây thì họ có ghi dòng chữ rất rõ ràng là Custom Made in Thái Lan. Cái xe này được Yamaha Thao tại Việt Nam độ lại rất nhiều đồ chơi hay ho, ví dụ như cái dàn nhựa đầu tiên này, nhìn nó khác rồi, kính chắn gió khác rồi. Và rất nhiều ốc màu titan. Nhưng mà theo kiến thức gọi là không mấy chắc chắn của mình thì đây là ốc inox được điện phân thành màu titan. Ở dưới đây, các bạn nhìn thấy là cái cụm đèn pha này thì là đèn pha cơ bản với bóng đèn halogen. Chúng ta có một bóng đèn pha và một bóng đèn cốt. Đi xe này thì khá nhiều người ngoài đường sẽ nhắc rằng em ơi bị chết một bóng đèn kìa. Nhưng mà thực ra là một bên pha bên cốt. Và đây các bạn nhìn thấy là ốp đầu đèn là một cái miếng carbon, và đây là miếng carbon luôn. Và nhân tiện đang ở đầu đèn, các bạn thì nhìn kỹ vào cái phần phuộc sẽ thấy một điều rất là lạ. Đó là chiếc xe này có phuộc upside down á? Không phải đâu, đây là phuộc ống lồng thủy lực cơ bản và được độ lại, ốp thêm một cái miếng gì đó giống như kiểu nhựa vào đây để làm giả phuộc upside down, nhìn nó hầm hố hơn. Và nhân tiện ở phần phuộc thì theo như mình nhìn thấy, cái phần chắn bùn này không phải phần chắn bùn zin, chắn bùn này là chắn bùn độ luôn. Và chúng ta có cái vành là vành zin và lốp zin, vành 17 inch, 5 chấu chữ Y, với kích thước lốp là 110/70/17. Và đây là một cái đĩa cỡ tương đối lớn với một con heo dầu có 2 piston. Cái phanh này thì không có ABS. Đang ở phần bánh xe, chúng ta sẽ di chuyển tiếp ra bánh sau. Cái gắp của chiếc R3 này nhìn rất là khỏe, rất là đẹp. Nó không giống chiếc FZ mình đi. FZ của mình thì gắp của nó thẳng thẳng bình thường, trông nó rất là bình thường. Còn cái gắp này thì nhìn nó rộng hơn. Và các bạn muốn có thể lên lốp lớn hơn, theo như cái mắt mình nhìn thấy thì cái lốp này có thể lên được đến khoảng tầm 160 hoặc là thậm chí 170/180. Có thể lên được khoảng tầm 170/180 đấy, bởi cái khoảng trống giữa gắp còn rất là lớn. Và cái bô này là bô được độ xịn từ trong hãng luôn. Một cái bộ Akrapovic full system, cả cổ bô từ máy ra ngoài, một cái bộ full system luôn. Và cái tiếng gầm rú của bộ này gọi là thôi rồi, đi nẹt bô phát làng phá xóm thì thôi rồi luôn. Cái máy này các bạn để nhìn thấy, chúng ta ở cái phần hộp côn cũng có luôn một miếng carbon che ở đây, một phần để làm đẹp, một phần nữa để chống nóng khi bạn để chân vào đây nó đỡ bị nóng. Về phần động cơ của chiếc Yamaha R3, chúng ta có bộ máy giống hệt cả chiếc MT03 là hai xi lanh cam đôi 321 phân khối, sản sinh ra khoảng tầm 41,5 mã lực và 29,6 Newton-mét. Những con số đó thì cũng khá ấn tượng nếu mà chúng ta so sang các dòng Sport hay Naked khác ở cùng phân khúc là khoảng tầm 300 phân khối, bởi vì là Yamaha họ làm động cơ khá là tươi là lên tận 321 phân khối. Còn ví dụ chúng ta so sang đi ra 300 hay Z300 thì chỉ có là 296 phân khối thôi. Thì cái xe này nó có mã lực cũng như là cái mô men xoắn cao hơn, một phần nhờ vào là cái phần dung tích xi lanh nó khá là tươi là tận 321 phân khối. Nói với động cơ rồi, vậy thì còn cảm giác ngồi chiếc xe như thế nào? Mình sẽ trả lời các bạn xem. Chiều cao của mình là 176cm, hay người Việt gọi là 1m76. Thì mình ngồi xe này rất là thoải mái. Cái yên trước này này thì vẫn là yên zin, độ cao zin. Và lốp cũng là lốp zin luôn, là lốp Michelin Pilot Street. Lốp trước là 110, lốp sau 140 như mình đã nói. Thì mình có thể ngồi chống chân, vẫn còn cong chân và còn chống gót rất thoải mái. Thế này thì mình nghĩ rằng các bạn khoảng tầm 1m6, 1m65 thì vẫn có thể ngồi cực kỳ ok, không gặp bất kỳ vấn đề gì cả. Bởi vì Sport thì theo mình thấy là cảm giác thường thấp hơn so với dòng Naked. Cái ghi đông cũng là ghi đông zin với cái chẳng 3 và ghi đông clip on như vậy. Cái ghi đông này thì được gắn thêm một cái ốp carbon vào đây, cũng như mặt đồng hồ cũng ốp carbon luôn. Và cái cảm giác ngồi của cái xe này thì sẽ hơi chúi người vào đằng trước một chút, không phải là quá nhiều.
Nếu các bạn muốn thì có thể độ lại cái phục trước, nâng phục cao hơn thì sẽ cảm giác tay lái cao hơn. Nhưng mà sport mà, sport thì phải cù về đằng trước, nó mới thể thao. Nhưng ở Kidong chúng ta nhìn thấy là công tắc cơ bản và cùng Kidong gần như là zin hết. Các bạn nó cặp côn và phanh cũng là zin này, bao tay zin này. Chúng ta công tắc bật tắt máy này, có công tắc đề này, bên này có bật tắt đèn pha, đèn cốt, có xi nhan trái phải, có công tắc còi và cần gẩy passing. Thì cái phần cụm đầu này gần như là zin hết, không gì khác biệt cả. Chỉ khác là thêm một số chi tiết ốp carbon thôi. Và đây là chìa khóa đi kèm. Cái chìa khóa này là điều khá là lạ này. Ngay cả chiếc FZ của mình, chìa khóa nó cũng hoành tráng hơn rất là nhiều. Chìa khóa cái dạng chống trộm ấy, nó dị hơn. Còn chìa khóa của R3 là chìa khóa rất là cơ bản. Và cả ổ khóa cũng như vậy, cũng không có khóa từ luôn. Thì có lẽ rằng Jam Hào nghĩ rằng ui dồi ôi, mấy cái xe sport này thì ai người ta ăn trộm, nên là làm ổ khóa rất là bình thường, không có smart key hay là không có gì hoành tráng cả. Rồi, và bây giờ mở lên. Đó, các bạn thì nghe ngay tiếng là bơm xăng hoạt động. Và cái mặt đồng hồ sẽ là sự kết hợp giữa đồng hồ analog và đồng hồ điện tử. Bên này có màn hình LCD, từ phải sang trái nhá. Chúng ta có đo tốc độ này, có báo số này, nghe rất tuyệt vời. Có báo số, chúng ta có hiển thị odo. Bên này hiển thị xăng này, hiển thị giờ này, số vòng tua. Và redline của cái R3 này là 12.500 vòng. Tiếp theo chuyên mục một số đồ độ, thì nếu các bạn nhìn thấy cái dàn nhựa trên cái xe này rất là khác. Đầu tiên là cái yên đằng sau nó cao hơn và nó đuôi nó to hơn, nó hoành tráng hơn và không biết là độ như thế nào, khá là thú vị. Chúng ta có thêm một hốc gió ở đây để cho gió đi xuyên qua. Nhìn từ đằng sau đuôi chiếc xe này trông rất là hầm hố. Đó, như các bạn thấy là họ có độ cho một cái hốc gió rất là to vào đây. Và cái đuôi thì vẫn là đuôi zin, có đèn soi biển số. Cái xi nhan thì lại không đồng bộ cho lắm. Xi nhan trước, xi nhan sau thì lại không đồng bộ. Vì xi nhan trước đã độ lên xi nhan LED, còn xi nhan sau vẫn là xi nhan đèn halogen, có chỗ bắt biển số đây. Cái đuôi này thì mình thấy không hài lòng lắm về chiếc R3, về đuôi này khá là rung. Và nhất là khi anh em lắp một cái biển số nặng nặng lên nữa, đi qua ổ gà hoặc là đi kiểu bào tua một tí, cảm giác cái đuôi sẽ rất là rung. Và có thể đó là lý do tại sao mà anh em chơi R3 thường cắt phăng cái đuôi lên, nhìn nó thể thao hơn rất là nhiều. Một cái chi tiết nữa độ này vừa hay mà lại vừa dở, đó chính là cái ốp bình xăng này. Nó làm bình xăng to ra. Chúng ta có bình xăng của chiếc R3 dung tích là 14 lít thì nó cũng tương đối là to rồi. Nhưng mà không hiểu sao cái tim độ họ lại ốp thêm một cái phần nhựa nữa ra ngoài, làm bình xăng to hơn, khủng bố hơn. Nhưng mà chính vì cái việc ốp này đã khiến cho cái góc đánh lái của Kidong nó hẹp đi. Và bạn thấy đây, mình đánh lái hết cỡ thì Kidong chỉ còn 1cm hoặc là nửa cm thôi là chạm bình xăng. Và khi bạn tay cầm đây thì đánh lái kiểu gì tay đập vào bình xăng này, thì mình thấy cái chi tiết độ này nó vừa hay mà nó vừa dở. Một cái hay nữa là khi mà độ bình xăng này mà anh em chẳng may có bị đâm đụng hay là tai nạn gì đó, thì cái phần ốp bình xăng này nó sẽ chịu bớt lực cho cái bình xăng bên trong, đỡ bị cấn bình xăng và đỡ phải đi gõ hẳn lại. Đã từ rất lâu rồi mình chưa được ngồi một chiếc R3, và hôm nay mình ngồi lên thì mình cảm thấy rằng cái chỗ để chân chiếc R3 này khá là thoải mái, không bị gập về đằng sau quá nhiều và không bị quá cao. Với cái chiều cao của mình ngồi rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Và cái cảm giác ngồi không bị chúi lưng xuống đằng trước nhiều quá, thế nên rằng là những cái bạn nào mà mới chơi dòng sport mà mua chiếc R3 sẽ không bị cảm thấy quá là bỡ ngỡ. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi một vòng xung quanh cái xe, và bây giờ thì mình sẽ nhảy lên, nổ máy và thử trải nghiệm xem 41 mã lực nó như thế nào nhá. Vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau trải nghiệm xong chiếc Yamaha R3 phiên bản độ tương đối là thú vị. Thì cái chiếc xe này sau cùng cái kết luận của mình rằng cái cảm giác của nó lái khá là phấn khích nếu các bạn di chuyển lên từ một chiếc xe máy N4 bình thường hoặc một chiếc mô tô phân khối nhỏ tầm 175 đổ xuống. Thì cái bộ máy 321 phân khối với 41 mã lực này sẽ đảm bảo là mài lòng tương đối nhiều người. Và cái cảm giác ngồi tương đối thoải mái, không bị gù lưng quá. Tổng hợp lại thì mình cảm giác rằng chiếc xe này đi êm ái, bốc bứt tốc nhanh và cảm giác đi xe êm, không bị rung lắc nhiều. Chỉ có một điều thôi là vì cái động cơ của nó 301 phân khối nên nó cảm giác khá nóng. Nhưng mà một phần nhờ có phần ốp nhựa này thì gió sẽ bị bớt đẩy khí nóng vào đùi bạn hơn. Thì tóm lại chiếc xe này là một chiếc xe phân khối nhỡ, đáng để các bạn trải nghiệm. Và nếu anh em có cơ hội
hãy đến các Yamaha Town để trải nghiệm thử chiếc xe này. Và sau video này phải gửi lời cảm ơn đến bạn Trung Anh Sa Đen với kênh Mây Xe đã kết nối cho mình có cơ hội trên tay và trên mông chiếc xe Yamaha R3 này. Nếu các bạn thấy video thú vị, nhớ lại một like, bấm subscribe cũng như là tìm hiểu về kênh Mây Xe ở link phần mô tả video nhé. Còn bây giờ xin chào anh em và hẹn gặp lại.